và cùng đoàn của mình đang đi hòa như vậy. Số 1 đã quá sát so với cả quy định, hạng thì cũng còn 24. Tiếp tục đẩy cung lên, bắt buộc phải hốt được nhà Bia. Nếu như đội bạn nở được những con cung A ra thì chúng ta sẽ không thể hốt được nữa, và chúng ta sẽ thua. Nghề nghiệp đây anh em, sinh tử nghề nghiệp đấy, không biết lúc nào bị nhiễm đâu. Vâng, tôi nghe Thủ tướng Chính phủ có bảo là ở thời điểm hiện tại thì mọi người nên ở nhà, nên ở nhà tránh ra ngoài đường để tránh bị nhiễm virus. Nhưng mà vấn đề là nếu như mà ở nhà thì đúng là tránh được virus thật. Vâng, sẽ tránh được virus, nhưng mà cái vấn đề rằng vâng, tránh được virus, không bị chết bởi virus, nhưng mà được bị chết bởi vì đói. Đấy, khổ vậy. Vâng, cảm ơn rất nhiều anh em. Vâng, xin chào bạn Cúc Hương nhá. Mình quê ở Bắc Giang và mình chưa có người yêu. Chào anh Lucky Boy nhé. Cảm ơn anh Lucky Boy gửi tặng chim sẻ 100 sao. Sinh tưởng nghề nghiệp đấy. Nói chung làm cái nghề này bây giờ mỗi một ngày thì mình nói chung cái nghề này một ngày mình tiếp xúc không dưới 100 người, từ game thủ đến bình luận viên đến các nhân viên các thứ nhiều lắm. Sinh nghề tử nghiệp á, bằng em thích đọc là sinh tử nghề nghiệp đấy, bằng đó là cái tư duy của em đấy. Và chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Trận vừa rồi thì các em thủ chọn nhầm đạo. Vâng, có 3 ông ở bên phía của team 2 nên là chúng ta đánh lại. Trận đấu này quần ta có vẻ đẹp hơn, tới các em thủ cười khá tươi. Quần ta chẳng phải đẹp lắm, Summer với cả bé Bì mà cười tươi như vậy, chứng tỏ bên kia toàn chó cá gà thôi. Chúng ta xem bên kia sẽ là cái gì. Như vậy là một Min một Kata. Ai là người cầm Min? Vâng, Hòa Mi là người cầm Min và Katarian đến từ BB. Như vậy là chúng ta đúng là cửa trên thật. Nhiều bạn vẫn đánh được nhá, chứ không phải là xấu đâu. Chỗ nào Bắc Giang vậy ta? Mình ở Bắc Cạn, Bắc Giang. Vâng, quân đội bạn thì vẫn đánh được, không phải là xấu đâu. Vốt bài Kata lên đời sớm để chọc yếu chúng ta, sau đó đánh kiểu thủ để cho một bài Minoan lên được cung A. Đội bạn sẽ có thế, đó là cung A Minoan kẹp với cả Lagda của Kata. Thế đấy là một thế không yếu ở trong cái map này. Nói chung cái map này mà có cung A nó lên được thì tỷ lệ cân đôi nó sẽ là rất cao. Và đối với những người xem chế lâu năm thì các bạn đã xem rất nhiều trận Minoan cân đôi ở trong map La rồi. Bởi vì con cung A Minoan đối với quân nó siêu ảo, siêu siêu ảo, và đơn vị quân rất mạnh. Vâng, em ở Bắc Cạn, Bắc Giang anh em ạ. Vâng, nghe báo về bài sầu. Thực ra bài này thì cũng chưa biết sầu hay không, bởi vì hè cũng chưa dò nó quá nhiều. Gỗ đầu thì không phải là quá xa, có hiệu về rồi mà bài này cũng có nhiều rừng. Tôi nghĩ đây không phải bài xấu đâu. Chuẩn bị thấy quả phụ này, yên tâm đi, mà anh nói cái gì nó sẽ ra cái đây. Nếu không có quả phụ thì nó sẽ phải có hiệu, kiểu gì cũng sẽ có quả phụ, yên tâm đi. Còn anh phán chưa sai một lần nào luôn. Theo thông tin tôi vừa nhận về đến từ nội bộ của phòng bình luận viên của team Sparta thì sắp tới hình như là Kami chuẩn bị làm rể của Bắc Giang rồi. Thấy bảo vậy. Quả trại mạnh máy của xe, bài hè vẫn chưa thêm đồ ăn. Nhưng mà tí nữa tôi quay lại kiểu gì cũng sẽ có quả phụ. Còn bài của xe thì đã có quả phụ rồi. Chắc là chúng ta sẽ có một người đánh cung, một người đánh chém. Mà nếu như thích thì là hai người đánh chém thì cũng được. Ở trong cái map này thì các bạn có thể thấy rằng chúng ta có hai thế mà các game thủ thường chơi, đó là thế một cung một chém và là thế hai chém, chứ không bao giờ các bạn nhìn thấy cái thế nó là hai cung, bởi vì đây là cái map nhỏ.
Nếu các bạn đánh hai cung thì tỷ lệ tím của các bạn là rất cao, gần như là các bạn sẽ nhường cái thế công ở thời điểm đầu dành cho đội bạn luôn, nên là không game thủ nào muốn đánh như vậy. Mà cái bài đánh hai cung mà nếu như bây giờ mà được xuất hiện đi chăng nữa, thắng thì sẽ là trận highlight, còn nếu như mà thua thì tôi nói thật cao thủ sẽ ăn một đống gạch vào mồm. Chính vì vậy không ai muốn mạo hiểm cả. Vâng, thêm một mỏ quà nữa dành cho chim sẻ. Quà này sẽ bảo xấu nhưng tôi bảo tôi cảm thấy nó không xấu lắm. Quả này mà xấu, quả nào mà đẹp. Quả này đẹp còn gì nữa. Vâng, đây là mảnh máy của game thủ. He he. Có quả phụ không he? Không có thật à? À, như vậy là có quả phụ dành cho he he. Một quả phụ giữa hai nhà nhưng mà sẽ là người ăn rồi. Như vậy là he là một bài lên muộn, nên trận đấu này he không thể đánh chém được. Thực ra thì không thể đánh chém được. Thực ra thì cái thế nhà của he và thế nhà của sẻ thì ông nào đánh cung và ông nào đánh chém cũng được thôi. Cả hai thế đều có nhiều rừng và có thể đánh được cung. Nhưng với một bài đấu mà game thủ chim sẻ, vâng, với một cái bài đấu mà game thủ chim sẻ lên đời sớm hơn và bài he lên đời muộn thì có lẽ sẻ sẽ người đánh chém và he sẽ người đánh cung. Bài he cũng rất dễ cung thôi. He đang muốn đánh cái bài vâng không nhà nhưng mà lại dơ nga. À, bài đấy cũng khá hay mà dân đang ở bên ngoài tương đối nhiều. Chúng ta quay trở lại chim sẻ, chúng ta xem sẻ đánh chém như thế nào. 26 sân. Bài bên bạn đẹp nha. Tôi thấy bên bạn có một game thủ dò 9% và một game thủ dò 14%. À, 17-14 à? À, tôi cũng 17-14. Tôi tưởng 9% thì đánh kinh qua. Trong cái map này mà chỉ có dò các bạn mà nó dưới 10% thì nó sẽ là bài mắc của mắc của mắc. Vâng, 3 từ mắc ở trong một câu nói là cho các bạn, và tôi nhấn mạnh cái độ khỏe của cái bài đấu đấy nó như thế nào. Nếu mà dưới 10%, giống như cái bài BB cầm AC trong trận đấu trước đấy. Ngựa giò có công. Bài này thì sẽ đánh kiểu gì? Phải tùy theo đội bạn đánh kiểu gì nữa. Nếu đội bạn đánh, nếu đội bạn đánh hai chém thì chúng ta sẽ đánh kiểu châu phủ. Nhưng không, Hoàng My là người đánh cung à. Chiếc nhà BA được đập ra tại Hoàng My có tê thủ. Với cái việc mà đánh cung à, liệu rằng vâng, có một tờn trong vòng treo cánh. Ủa yeah, 1, 2, 3, 4. Vâng, lục tượng dành cho game thủ BB. Sư bạn dành cho game thủ Hoàng My rất nhiều vòi. Và Hoàng My, các bạn để ý rằng anh ta đang chưa ra quá nhiều ruộng. Vâng, anh ta đang om lực để có thể cờ cấu nhà. Còn đây là một tơn mùa hành các bạn đến từ game thủ chim sẻ. Một tơn tốc biến vào nhà đối phương để có thể xây chiếc BL. Không biết đối phương biết không, không, đó là một BP chứ không phải là một BL. Đây là con cung tế thứ hai dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Lạc đà đang chưa được đục tới nơi. Hoàng Mai đang chuyển từ bài đấu khung siêu rộng sang một bài đấu bò nhỏ. Mỏ quả bên ngoài vẫn còn. Ủa ai, bài Hoàng Mai mắc của mắc. Một đống voi về rồi mà vẫn còn quả phụ nữa. Bài không thể đẹp hơn dành cho game thủ cầm Minoan. Sẻ đang muốn đánh một bài công phu đập dân. Đây là dân Summer nha. Một đội bạn mà có cung A mà chưa quá nhiều thì chim sẻ có thể đập luôn cung A của đối phương thì cũng được. Liệu rằng sẻ ôm bom được Hoàng My trong tuần này không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Vâng, 1L, 1P và 1BA dành cho game thủ chim sẻ. Bánh sẻ đã có và sẽ quyết định đập luôn. Vâng, quyết định là đập dân luôn. Chưa có những con cung R dành đối phương. Vâng, có lạc đà sang đỡ dành cho BB. Nhưng có lạc đà đây. Vâng, lạc đà của chim sẻ chứ không phải là của BB. Vâng, bánh xe cũng đã có dành game thủ cầm Minoan và cung A bắt đầu được sinh ra. Vâng, cứu chân lực dành cho BB luôn. B đang cứu chân lực game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, tiếp tục được một con lạc đà nữa dành cho game thủ chim sẻ. Nhưng vấn đề là cung A bắt đầu nở ra. Hoàng My đang gom rất nhiều dân để có thể đập những đơn vị quần của game thủ chim sẻ. Than chim sẻ là 29. Có lẽ rằng không thể giết được Hoàng Mai Nhi, nhưng đã khiến cho Hoàng My yếu đi là tương đối nhiều. Bây giờ phải làm thế nào đây? Một đội bạn đang ốp nhiều BP. Hoàng My đang ra để ăn vàng. Một bài đấu mà cảm thấy đồ ăn hoàng của game thủ Hoàng My là rất nhiều. Chính vì vậy nên anh ta có lực khỏe. Anh ta không phải vẽ nhiều ruộng để có thể có lực thịt. Vâng, một cái BL nữa dành game thủ chim sẻ. Cùng hai áo đã có rồi.
chưa giết được game thủ Hoàng Mai Nhi nhưng là khiến Hoàng Mai Nhi yếu. Cánh bên kia thì he he như thế nào? Vâng, he làm rằng có đẩy chết được game thủ BB không? Vâng, BB bánh xe chưa có. Anh ta là người được cầm Kataria, bài không nhà và hai lờ đều dành cho Kata. Nghe đánh bài vàng A giữa bản đồ nhưng mà lại cũng không nhà lốt. He cần phải đẩy được game thủ BB. Vâng, BB đưa quá nhiều quân để sang thủ cho vâng Hoàng Mai Nhi. Chưa biết thế nào, tham 3-2. Cẩn thận mỏ gỗ hả? Vâng, hai bên là đều. Bánh xe vẫn chưa có dành game thủ cầm Kata. Vâng, bài 2BL của Katarian mà không có bánh xe. Đây là bài Katarian giả phơ. He cần phải giữ con cùng R. Cùng R của He không nhiều. Một bài đấu chỉ có 3A thôi. Vâng, B đang kéo lạc đà về. Lạc đà đông như giò. Rất rất đông, không lên bánh xe. Và các bạn để ý trong tình huống vừa rồi nhé, chúng ta ăn được dân làm gỗ của đồng đạo. Nhưng hãy nhớ rằng sau lạc đà thì không cần gỗ, chỉ cần thịt và vàng mà thôi. Chưa bán được vàng và vẫn chưa bán được khoảnh ruộng thì đồng nghĩa việc là bì vẫn sóc hai lờ đều như vắt chạy. Không hề đơn giản. Tham lai 35. Đây là khoảng thời gian mà Hòa Mi bị không bị ai đánh và anh ta sức khỏe ra. Ăn được hai dân. He nâng cấp chặt của hai, nâng cấp giáp, nâng cấp rất nhiều công nghệ dành cho He. Đây vẫn là một số lượng đà rất đông của BB. Kata giả phơ. Cánh bên này sẻ sẽ làm gì? Như vậy là sẻ cũng sẽ công phu lên nhà của BB. Chúng ta đang muốn đánh chết game thủ BB để đưa trận về một mình Minoan cân đôi. Không biết có được không? Vâng, lại là một tờ lạc đà nữa của BB. BB đang cân đôi đấy. Thậm chí là BB đang cân 3. Vâng, BB chém yếu He. Sau đó thì sang đỡ nhà cho Hoàng Mai Nhi. Và bây giờ đang thủ trước hai nhà luôn với một sự lạc đà khổng lồ của mình. Không thấy Bi ra quân đấy nhỉ? Vâng, sẽ có P ở nhà BL nhưng không thấy Bi ra quân nữa. Vâng, vẫn chưa có ánh xe. Ok ok, con lạc đà kia. Con lạc đà có máu rồi đấy. Phù có máu rồi đấy. Vâng, hai con phù và phù mãi được con lạc đà. Tuần phù khá đen của game thủ xíu xe. Chúng ta đang công vào vàng của đối phương, xe đang chuyển dần đến cùng rò rồi. Cùng rò kẹp sóng đơn, kẹp phù thủy. Để đầu với cả game thủ cầm Kata. Thông tin báo về thì đội bạn đang đẩy quân. Đây là He. Minoan là người đi quân thì phải. Hình như Minoan là người đi quân. Vâng, đi quân tới nhà của He luôn rồi. Chính xác là tới nhà của BA của He luôn. Và chúng ta khả năng cao muốn đổi nhà. Nhưng liệu rằng có đổi được không? Thì tôi thấy lạc đà của game thủ cầm Katarian vẫn đang là rất đông. Thêm một nhà BA nữa. Bốn nhà BA. Có công được nhà game thủ cầm Minoan không? Nếu đổi được nhà của game thủ cầm Minoan là vẫn đánh được. Nhưng Kuan Minoan bắt đầu vào nhà của He rồi. He sẽ cần phải chạy dần. Luôn vào ngay. Bài đấu mà game thủ he một bài lên đời rất muộn. Trong đó bài Hoàng Mi là bài mắc bình. Chúng ta đang rất cố gắng phòng pha về tốt của cả He và cả Sẻ. Sẻ phu được hai cung A của đối phương. Như vậy là chúng ta khả năng cao sẽ lấy được nhà game thủ cầm Minoan. Vâng, cửa thắng là vẫn còn chứ không phải là không. Nhưng anh nhớ rằng BB vẫn là một người khỏe. BB vẫn là người khỏe nha, chứ BB không yếu. BB đang được đà sang để đỡ. Phu kia, lạc đà vẫn đang là rất đông dành cho đội bạn. BB vẫn đang có bài đấu hình như là vẫn chưa có bánh xe. Bài này là pơ luôn rồi chứ không phải là Kata đâu. He đang gần như là hết những con cung đỏ của mình. Đang bị hòa với như vậy E. Có một vậy E đang quá sát so với cả quy định. Hạt dù xuống còn 24. Tiếp tục đẩy cung lên. Bắt buộc phải hốt được nhà BA. Nếu như đội bạn nở được những con cung A ra thì chúng ta sẽ không thể hốt được nữa. Còn chúng ta sẽ thua. Chúng ta vẫn có một chim sẻ nắng đang khỏe nha. Mặc dù He đã yếu nhưng chim sẻ đang là người khỏe ra. Chim sẻ tham bao nhiêu? Chim sẻ tham 33. Và đây là 3 tỷ con ông dân dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Giờ này có phải E được không? Gỗ đang rất nhiều. Vâng, đừng ngủ đi Hoàng Mai Nhi ơi. Vâng, như vậy anh ta đập con phù tưới. Mà dân chết cũng không nhiều lắm. Vâng, chết khoảng tầm 2 con ông dân thôi. Bây giờ thì sẻ sẽ cần phải đỡ từ cùng à. Cùng à đã tạt sang nhà của sẻ chưa He? Như vậy thông tin báo về thì dường như là cùng à chưa có một tên tạt. Chúng ta lấy được nhà game thủ cầm mi đoạn. Rất hay. Và trong để bán bò nhỏ. He tham 24. Ở thời hiện tại thì He gần như đang chỉ toàn quân mà thôi. Chỉ toàn quân. Thông tin báo về tham lại chúng ta đang đè cực kỳ dị trong trận đấu này. Tưởng chừng như là thua rồi. Ba đội bạn là hai bài mắc bình. Bài của chim sẻ là mắc là bình thường. Bài của Minoan là mắc bình. Và bài của Katarian cũng là mắc bình. Quân lĩnh hơn một tí. Nhưng ba đội bạn là siêu đẹp. Chúng ta đang đến rất gần cái siêu phẩm. Nhưng vấn đề là đỡ tân cung A này kiểu gì đây. Cung A của Hoàng Mai nó rơi khoảng tầm một kích phun. Đang chuẩn bị tới nhà của sẻ. Sẻ đang hồi máu cho ông đơn vị quần của mình để chuẩn bị đấu tân cung A này. Tấn công này thì sẽ cần phải có không. Như vậy là chúng ta đổi nhà tập 2.
Vâng, trước đó chúng ta đổi nhà với cả game thủ Hoàng Mani rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ không đổi nhà với cả... Vâng, chúng ta sẽ không đỡ nữa. Không, nhưng mà lại sẽ lại đổi ý, sẽ lại muốn bắt, chứ không phải là đổi nhà với cả BB. Hay là rằng có sang được nhà của Bi không? Tuần này sẽ cần phải có phù. Phù được hai con Nga thì là thơm. Con Nga đã có máu, một con đã đổi màu. Vâng, không nhiều lắm đâu, tuần này là chơi được. Tuần này là chơi thoải mái luôn. Chứ con Nga đang giải rác. Có vẻ như là game thủ Hoàng Mai Nhi đã phải giải con Nga ra rất nhiều để có thể quản game thủ hè. Chính vì vậy nên anh ta đẩy quân sang nhà của Sẻ không phải là quá đâu. Tuần này đỡ thoải mái, tham vai của Sẻ vẫn đang là 34. Quả trái mạnh mẽ của Hè. Vâng, Hè đang cố gắng rỉa. Vâng, đang cố gắng rỉa game thủ. Vâng, cầm Katarian. BB vẫn là một bài đấu chưa có ánh xe. Đến bây giờ BB vẫn chưa có ánh xe nha. Lúc ấy tôi thấy dân của BB vẫn đang đi bộ. Vâng, đối phương đang hồi lại tại nhà chính. Móng ruộng cực kỳ nhiều. Chắc chắn là Hoàng Mỹ sẽ phải hồi lại nhà chính rồi. Bởi vì móng ruộng nhiều như này không hồi lại nhà chính thì hơi phí. Đừng để đối phương nở cung à. Lại công lại nhá, lại công lại nhá, lại công nhảy nhà hoặc của Hoàng Mai Nhi. Với bằng này ruộng anh ta sẽ hồi cực kỳ nhanh. Tham lại 18 dành cho vâng game thủ he he mà thôi. Còn đây là chim sẻ. Chim sẻ đang đánh rất hỗn quân. Chim sẻ đang có 4 loại quân ở trong trận đấu này. Lạc đà, cung đà, phù. Và thậm chí lại có cả cung Nga. Vẫn tôi là Summerian nhưng vẫn có cung Nga bình thường. Tham 43 dành chim sẻ và đội bạn quýt trong trận đấu này. Rất hay dành cho sẻ và game thủ he. Rất hay. Và một bài cực kỳ xấu của he. Và bài của đội bạn mắc bình như nào thì các bạn cũng đã thấy rồi đấy. Bài của Bi là một bài lên đời sớm. Còn bài của game thủ Hoàng Mai là một bài đấu 4-5 vòi và có cả quả phụ. Lên đời sau anh ta thậm chí còn không cần... Vâng, không cần phải có quá nhiều ruộng. Sau đó anh ta... Vâng, lên được thẳng cua hai áo và có cả bánh xe cho nông dân luôn. Bài rất khủng khiếp dành cho Minoan nhưng anh ta vẫn bị game thủ chim sẻ ôm bom chết. Với một tình huống công phù. Với một tình huống công phù và dâng lờ vào bên trong nhà đối phương. Vâng, quyết định đổi nhà với cả game thủ Hoàng Mai là tương đối chính xác. Nếu như chúng ta mà thủ trong trận đấu này là chúng ta sẽ thua. Bởi vì chúng ta không đủ quân để thủ, nhưng chúng ta đủ quân để có thể đổi nhà với đội bạn. Và khi nhà của game thủ Hoàng Mai bị đổi nhà thì anh ta sẽ bị ốp A và anh ta không nở được quân nữa. Nhưng còn không ai di chuyển tương đối chậm chạp để có thể quản được bản đồ. Hè vẫn ân hoàng và ra được cung, cho đó sẽ càng ngày càng khỏe ra. Đãi ra sau khi đánh xong nhà của He He thì đội bạn sẽ cần phải đánh sang nhà của Sẻ luôn. Thì sẽ có cửa dành đội bạn trong trận đấu vừa rồi. Nhưng đội bạn lại không làm điều như vậy. Tỷ số 1-0 trong C3 dành cặp đôi của chim sẻ và He He. Một trận đấu khá hay và rất có thể đây sẽ là trận đấu được đưa vào highlight. Và chúng ta cùng chờ đợi trong 1 phút trước khi đến với trận đấu tiếp theo.